Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục số 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS đã ra một phán quyết về việc Philippines yêu cầu giải thích một số điều khoản của Công ước trong quan hệ với Trung Quốc. Về cơ bản, phán quyết Biển Đông đóng vai trò dẫn đường cho các nước liên quan trong cuộc đấu tranh vì một trật tự dựa trên luật lệ, chứ không phải dựa trên sức mạnh tạo ra công lý. Trước khi có phán quyết, dù UNCLOS có rất nhiều những định nghĩa về đảo và đá để từ đó xác định chủ quyền, nhưng mỗi quốc gia lại tự đưa ra khái niệm riêng của mình và không đồng ý với cách diễn giải của quốc gia khác, dẫn tới tranh chấp xảy ra không hồi kết. Phán quyết giúp xác định một cách công bằng hơn về mặt địa lý những vùng biển nào có tranh chấp và không có tranh chấp ở Biển Đông. Phán quyết cũng làm sáng tỏ và đưa ra một số câu trả lời có trong trọng lượng trong nhiều vấn đề pháp lý trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, như bác bỏ tính pháp lý của đường lưỡi bò Trung Quốc, khẳng định sự tồn tại của các ngư trường truyền thống của các quốc gia xung quanh, từ đó cho phép ngư dân các nước được phép đánh cá ở các khu vực đó. Phán quyết còn tạo ra được một cục diện pháp lý mới sau năm 2016. Cụ thể, tòa bác bỏ những tranh chấp gây ra do sự xuất hiện của đường lưỡi bò Trung Quốc, bởi yêu sách không có tính pháp lý mà chỉ công nhận giới hạn những tranh chấp liên quan tới hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và những vùng biển xung quanh hai quần đảo này. Việt Nam và Philippines từ phán quyết này có thể tự tin hưởng đầy đủ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở phía Nam Biển Đông mà không cần lo ngại về sự chồng lấn với những vùng biển khác. Vậy thì sau nửa thập kỷ qua, phán quyết này đã làm thay đổi gì tại Biển Đông? Phán quyết đã trở thành cơ sở để các nước nhìn nhận lại chính sách của mình trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Toledo Lucin ngày 8 tháng 6 vừa qua đã tuyên bố phán quyết là ngôi sao bắt đầu, đang chỉ đường trong hiện tại và trong tương lai. Phán quyết là trung thẩm và Philippines phản đối mạnh mẽ mọi mưu toan hạ thấp giá trị của phán quyết. Theo ông, phán quyết đã và đang có sức nặng pháp lý quan trọng trong luật quốc tế và có giá trị với các nước khác có cùng các thực hiện, có thể chế như vấn đề này như là Philippines. Qua vậy, 5 năm qua, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chính sách đơn phương mà không chấp nhận phán quyết của tòa, không chấp nhận phán quyết và không thực hiện phán quyết. Trung Quốc không chỉ tập trung nhiều nhà nghiên cứu để viết lập luận nhằm bác bỏ lập luận của phán quyết, mà nước này còn đẩy mạnh hơn cuộc chiến pháp lý và thúc đẩy thực thi pháp luật của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông, như là thành lập các quận hành chính đặt tên thực tế, tên các thực vật cây cỏ thông qua luật cảnh sát biển năm 2021, vân vân. Phán quyết này thì cũng đã buộc Trung Quốc có những điều chỉnh khi mà đưa ra những khái niệm tứ xa thay thế cho yêu sách đường chín đoạn. Nhiều nhà quan sát cho rằng Trung Quốc tiếp tục vận dụng các quy định UNCLOS có lợi và lảng tránh các quy định bất lợi. Điều này không đúng với tinh thần chấp nhận cả gói package deal mà UNCLOS yêu cầu các quốc gia thành viên cam kết thực hiện. 5 năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa trọng tài quốc tế, bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, tình hình thực tế ở vùng biển này vẫn còn rất nhiều sóng gió. Randy Megu, một ngư dân người Philippines, thường xuyên bất chấp những cơn bão nổi lên ở Biển Đông để ra khơi. Nhưng những ngày này, ông có một nỗi sợ lớn hơn, nhìn thấy một tàu hải cảnh của Trung Quốc xuất hiện ở đường chân trời. Năm năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế PCA bác bỏ tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với vùng biển nơi Megu đánh cá, người đàn ông 48 tuổi nói rằng các cuộc đụng độ với tàu thuyền của Trung Quốc diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết. Ông tỏ ra hoảng sợ khi mô tả việc một tàu Trung Quốc đã theo dõi con thuyền gỗ của ông suốt 3 giờ đồng hồ ở khu vực cách bờ biển Philippines 140 hải lý, tức 260 km hồi tháng 5 vừa qua. Sợ lắm. Nhiều khi chúng tôi bị những chiếc xuồng cao su đuổi theo rất xa, có khi còn bị xịt vòi rồng vào người. Ông Randy Megu cho biết thêm, nhiều ngư dân khác đã báo cáo bị tàu Trung Quốc đâm hoặc xịt vòi rồng khi đánh bắt tại khu vực mà họ coi là ngư trường truyền thống. Đánh bắt an toàn tại khu vực này là điều mà họ mong muốn được đảm bảo sau phán quyết của tòa vào năm 2016. Chúng tôi đã thắng kiện tại Biển Đông. Vấn đề là chính phủ Philippines chả làm gì với nó cả. Thắng rồi thì đáng ra Philippines phải là người bảo vệ điều đó. Hải quân và cảnh sát biển Philippines đáng lẽ ra phải ở đây, chứ không phải cảnh sát biển Trung Quốc. Trước đây khi không bị Trung Quốc chèn ép, làm gì có chuyện mất cả tuần để đánh bắt 4-5 tấn cá. Giờ thì rất là khó luôn, đánh bắt được vài xô cũng khó. Một cuộc thăm dò dư luận vào tháng 7 năm 2020 cho thấy 70% người dân Philippines muốn chính phủ khẳng định yêu sách của họ ở Biển Đông.
Đây là vùng biển đánh bắt cá của chúng tôi, nhưng chính chúng tôi lại bị xua đuổi. Điều đó khiến chúng tôi như kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Cảnh sát biển Trung Quốc không để chúng tôi đánh bắt cá ở đây. Philippines đã thực hiện 128 cuộc phản đối ngoại giao về các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông kể từ năm 2016. Tuy nhiên, Philippines đã không làm gì khác để thúc đẩy tuyên bố của mình. Nếu cứ chẳng làm gì, Philippines sẽ mất đi quyền kiểm soát vùng biển của đất nước. Điều đó với những người ngư dân nhỏ bé như ông Megu, tức là mất đi kế sinh nhai duy nhất. Và sẽ là một mất mát to lớn nếu chúng tôi mất bãi Scarborough vào tay Trung Quốc. Những con người sống tại bãi Scarborough sẽ đi đâu, về đâu khi không thể đánh bắt cá tại chính vùng biển của mình? Ngư dân như chúng tôi chỉ có chết đói. Tổng thống Philippines Duterte nói rằng việc cố gắng thách thức Trung Quốc, nước láng giềng lớn hơn Philippines nhiều lần, là điều vô ích. Sau khi một số quan chức Philippines tăng cường đề cập đến tuyên bố chủ quyền với các khu vực tại Biển Đông, Tổng thống Duterte đã cấm họ phát ngôn về vấn đề này. Thưa quý vị, bên cạnh các nước trong khu vực thì Mỹ cũng đã thể hiện chính sách nhất quán từ chính quyền Donald Trump tới chính quyền Joe Biden ủng hộ phán quyết. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ có kết nối với ông Noah Dreyring, tham tán chính trị đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Vâng, xin mời trường quay kết nối cho tôi ạ. Vâng, thưa ông Dreyring, nhân sự kiện 5 năm tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về Biển Đông, Mỹ có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết, và Ngoại trưởng Blinken vừa đưa ra tuyên bố về việc này vì Mỹ coi đây là một sự kiện quan trọng. Phán quyết của tòa trọng tài có vai trò chủ chốt vì phán quyết này đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng theo luật pháp quốc tế, không một quốc gia nào có thể bỏ qua thượng tôn pháp luật và các trật tự đã được định hình về thượng tôn pháp luật để thúc đẩy các yêu sách của mình trên Biển Đông. Lần đầu tiên trong lịch sử, phán quyết đã xem xét các tranh cãi giữa Philippines và Trung Quốc và tuyên bố rằng tòa bác bỏ những tuyên bố không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Theo đó, phán quyết chỉ ra rằng Trung Quốc không thể đưa ra yêu sách với một khu vực rộng lớn của Biển Đông dựa trên cái gọi là đường chính đoạn. Đó là một tuyên bố có ý nghĩa quan trọng và Mỹ đồng thuận với phán quyết này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Noah Dreyring. Những sự kiện theo sau vụ kiện năm 2016 cho thấy là một quốc gia cần phải có một chính sách Biển Đông toàn diện, dài hạn và nhất quán. Philippines dù có lợi thế về mặt pháp lý và phán quyết của PCA, nhưng đang được cho là chưa tận dụng được ưu thế này để bảo vệ chủ quyền trên biển, bên cạnh việc sự thiếu đầu tư các lực lượng an ninh cần thiết để đối mặt với Trung Quốc. Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần phải cân nhắc mọi vấn đề trong tranh chấp trên Biển Đông, bởi đây không chỉ đơn thuần là tranh chấp pháp lý, mà nó còn hội tụ đủ các yếu tố quân sự, chính trị, kinh tế. Bên cạnh đó cũng cần phải xác định rõ làn danh đỏ trong vấn đề Biển Đông, giúp các nhà làm chính sách không quá thận trọng mà để vụt mất cơ hội đấu tranh hay ra chính sách vội vã làm ảnh hưởng tới lợi ích và chủ quyền quốc gia.